rồi sau, nó tìm đến phố nối là chỗ cỏ thể dễ kiếm ăn. Thực vậy, suốt ngày, ô tô Hà Nội Hải Phòng hay Hưng Yên, mấy chục chuyến đi chuyến về, cái nào cũng om ở đấy ít ra là 10 phút. Như thế, nó có đủ thì giờ để làm công việc sinh nhai. Lại củ, lại ông, lại bà, thí bỏ cho con lưng cơn bát cháo. Tay chống cây gậy, tay bưng cây giá, nó đi xung quanh thành xe mấy vòng, ngửa mặt lên, miệng nhai mãi câu ấy nhưng chẳng kiếm được cái chi để nhai vào miệng mày lành lặn thế này sao không đi làm đi ăn chỉ lười biếng quen xác thôi thừa tiền cũng cho đến thứ mày người ta mắng nó người ta không cho nó vì bộ mã của nó làm hại nó người ta chỉ trông thấy nó là ăn mày mà bề ngoài không đuôi què mẻ sứt chứ người ta biết đâu là nó không thể làm gì được nó cũng là người nó biết đi xin thế này là nhục nhưng làm thế nào được khốn nạn nào nó có lời biếng gì cho cam nó có máu động kinh lắm lúc đương yên lành tử tế thì lăn đùng ra đất mắt trợn lên bọt mép sùi ngồng như thế một lúc rồi dù không có ai gọi nô cũng tỉnh lóp ngóp dậy lại khỏe khoắn như thường trước nó đã đi ở nhưng thấy thế người ta khiếp nó đuổi đi chẳng nuôi nó nữa cho nên cả vùng ấy biết nó hay động kinh chẳng ai dám chứ vì lỡ ra nó chết quay ra đấy thì tội vạ ai mang cho. Bởi vậy, nó phải đi ăn mày, nhưng ai biết bề trong nó bệnh tật như thế người ta nhiếc nó. Trước mắt nó người ta cho bà lão lòa một trinh, người ta cho thằng bé cụt một xu, mà nó thì kêu dã bọt mép, chẳng được tí gì cái. Nào có phải người ta bụng chẳng tốt, chỉ vì số nó chẳng tốt như thằng bé cụt, như bà lão lòa. Mỗi chuyến xe quay máy, nó nhìn cái giá nhẹ như lúc xe chưa đến thì nó thở dài. Nó thấy các bạn nó, đứa nào cũng khoe nhau được cái nọ cái kia thì nó thèm. Thèm bao nhiêu, nó buồn cho nó bấy nhiêu, nó thua kém đủ bề, chẳng may trời đầy nó làm kiếp ăn mày mà lại bắt nó phải lành lặn. Già dĩ đến cái gầy gò sâu xí cũng không được bằng ai. Rõ khố, tâu, tâu, lại một cái ô tô nữa xình xịch đến, cũng như mọi bận nó ra đứng đón trước tiên, lại quan lớn, xin quan lớn một xu ông béo phị thấy nó rui cái giá vào lưng, mở tròn dậy, nhăn nhó mặt. Muốn nó đừng làm mất giấc ngủ, ông ấy móc túi. Lại quan lớn, xin quan lớn một xu, nó lại nhắc cái lòng từ thiện của ông, quan lớn, chứa tràn hy vọng. Nhưng ông ấy nhìn nó, ngắm nó từ đầu đến chân, rồi lắc đầu, bĩu môi, rồi lại kề cái đầu vào thành xe, lim dim hai mắt. Kệ nó, lại quan lớn, xin quan lớn một xu, ông, quan lớn, nói giọng ngái ngủ, đi mà làm ăn. Đừng lười thế, chỉ được có một một câu luân lý làm phúc mà nó đã nghe nhẵn cả tai. Biết ông ấy đá lắm, nó dí cái giá vào lưng người bên cạnh, con lại thầy khóa, con xin thầy khóa kiếm bữa ăn. Lúc ấy, xung quanh chiếc xe, một lũ ăn mày cũng đương làm việc. Tiếng xin nheo nhéo, ai cũng cố quảng cáo cái bệnh, cái tật của mình, thân con mắt mù chân chậm, làm ăn trả được con xin ông xin bà thí bỏ cho con đồng trinh. Mùa hè bà đóng bè làm phúc, bà ơi, dầu hai con mắt, đói khó hai bàn tay, con kêu van cửa ông cửa bà, thí bỏ cho con bát cháo lưng hồ. Ơi đói ơi, à đói ơi, rời bắt tội tôi thế này, lại quan lớn, ai cũng nghỉ non, ai cũng khóc lóc, cho nên ai cũng được ít ra là một trinh bảo đại. Nhưng đến nó thi ngươi ta bảo, cho ông cụ còng kia còn được phúc hơn mày quẻ đi thì lần sau tao cho mặc kệ mày cho mày chết đói rồi chiếc xe ô tô chạy đi cái giá của nó cũng như nó vẫn ngoác miệng ra không nặng gì hơn trước nó ngồi ở bờ đường nhìn bọn ăn xin tản mát mỗi người một nơi thằng cuốn tập tênh với cái gậy mồm ngồm ngoàm màu bánh tây bố thí ông lão cóc nhảy bằng tay đến gốc cây móc túi đếm tiền bà cụ lòa lần giải yếm để cất mấy đồng xu mới xin được nó vơ vẩn nó nghĩ, thì dễ nó chịu chết đói chắc. Mặc kệ mày, cho mày chết đói. Nếu nó chết đói, là chỉ vì tội nó lành lặn. Mày què đi thì bận sao tao cho. Sao nó không được què? Và què thì khó quái gì? Nghĩ đến thế, nó đâm chán, ghét, thủ hai chân tay nó. Nếu nó còn hai chân tay, thì nó sẽ chết đói thực chứ chẳng phải cầu đâu. Rồi nó chống gậy đi. Nó đi, đi mãi, đến các cây bên cạnh đường. Nó đứng lại, nó ngắm. Nó nhìn lên, nhìn xuống, rồi nó lại đi, sau, nó đến một cây đa to và cao đáo để. Nó lại đứng lại, lại ngắm, lại nhìn lên, nhìn xuống, rồi nó bỏ cây gậy, cây giá với cây nón ở dưới gốc. Nó trèo lên, khó nhọc quá, nó ôm, nó đạp, còn mãi mới lên tới một cành cao. Nó bám chặt, nghỉ một chút, nhìn trên nhìn dưới. Rồi nó cố leo lên được đến một cành cao hơn đến đây, nó ngồi, buông thõng hai chân, vắt vẻo, cúi đầu ngắm xuống đất. Nó thấy ở đằng xa, những chuyến ô tô rún dày trên đường, thẳng về phố nối. Hành khách thì đông chật như nêm, nghĩ đến cách kiếm ăn nó phải quả quyết, ở đời, làm nghề gì chả phải có vốn, chả phải cạnh tranh, đi ăn mày, tương dễ lắm đấy hẳn. Nó thở dài, nó liều, nó nhắm nghiền mắt lại, buông phát hai tay, ngả người ra. Vụt một cái, ối nó rơi đánh bộc xuống đất nằm còng queo trên cỏ chỉ kêu được một tiếng ấy nó nhăn nhó rên máu chảy thấm cả ra ngoài áo người ta kéo nhau ra xem rồi khênh nó đi nó mềm nhũn cánh tay lủng lẳng như chỉ còn bám xoàng vào vai nó một tí lấy lệ nó chẳng biết gì nữa sao 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 nửa tháng sau nó lại đội nón rách cũ lại khoác cái khố tải cũ sơ sắc như tố đỉa lại ra phố nối rể xin ăn trông nó hơn trước thực vì vết đau chưa khỏi, nên khi nó bám vào ô tô rũ rùi nhặng cũng bám theo sau nó. Tay phải nó què hẳn, không dơ giá lên cao được. Hai chân nó cũng không mang nổi cái mình nó như trước. Nó phải tập tĩnh mới đi được. Mặt mũi, mình mẩy nó hom hem xanh rớt. Đố ai không bảo nó là thằng ăn mày. Lại các ông các bà thân con què quặt, con xin các ông các bà đồng cơm đồng cháo. Người ta quảng vào giá nó đồng xu, người ta chép miệng, cho nó cái bánh giò ăn giờ. Nó vui đời lắm, từ ngày kiếm được cái vốn để sinh nhai, nó được mát mặt hơn trước nhiều, không lo chết đói nữa. Nhưng mỗi khi trời trời thì khốn nạn thân nó, nó thấy đau như dần ở cái khớp xương bả vai và đầu gối. Nhiều hôm không thể gượng chống gậy mà đi được, nó phải bắt trước ông lão cóc. Nó ngồi xổm, chống tay trái xuống đất mà lăng vẹo người đi dần dần, nhưng đau quá nó nhăn nhó, nó kêu rên không thể chịu được, đến nỗi ai trông thấy cũng phải động lòng thương. Nhưng cũng may, ngày nào như thế, nó cũng kiếm được bở hơn ngày thường. 24 tháng 11 năm 1993, chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe chuyện đọc trên kênh youtube của chúng tôi. Sự quan tâm và phản hồi tích cực từ các bạn là động lực lớn. Hy vọng qua câu chuyện, chúng tôi đã mang lại những phút giây thư giãn và suy nghĩ sâu sắc mọi ý kiến đóng góp giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh chia sẻ và để lại những bình luận ý kiến của bạn chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những câu chuyện thú vị và ý nghĩa hơn nữa